Tối ngày 3 tháng 6 vừa qua, chương trình triển lãm tranh với chủ đề Ký ức và lãng quên của nghệ sĩ tạo hình người Pháp gốc Việt Florent Nguyễn đã khai mạc tại phòng triển lãm IDCAP số 28 Lê Thánh Tôn, quận 1. Florent Nguyễn đã thực hiện nhiều triển lãm tại Pháp và các nước khác. Đây là lần đầu tiên anh có triển lãm tại Việt Nam. 21 bức tranh giới thiệu trong triển lãm nói về những mảng ký ức của ông bà nội Florent, những người Việt xa quê từ bé bằng các hình ảnh trừu tượng. Mỗi tác phẩm được hợp thành từ vô vàn chi tiết nhỏ và có thể được hiểu theo nhiều cấp độ khác nhau, tùy theo góc độ cảm nhận của từng người. Không gian triển lãm được tối giản hóa với nền tường trắng, xen lẫn những mảng gạch đen, vừa giúp hòa hợp với các tác phẩm, vừa để người xem hiểu rõ hơn về ngôn ngữ sáng tạo của Florent Nguyễn. Triển lãm tranh Ký ức và lãng quên sẽ còn kéo dài từ nay đến hết ngày 17 tháng 6, sự kiện mở cửa tự do cho những người yêu hội họa và văn hóa Pháp.